Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề là trồng cây đậu bắp nha các bạn, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình gần đây. Thì có một bạn tên là Tân Đặng á, thì bạn này bạn trồng đậu bắp. Nhưng mà cái trái đậu bắp của bạn nó khi mà nó phát triển như thế này nè và là mà nó bị cong. Cũng như là một số bạn cũng có trùng cái câu hỏi. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái vấn đề này ha. Cái trái đậu bắp của mình á, mà khi mà mình trồng các bạn mà nó bị cong á, là cái nguyên nhân á, là do thiếu phân. Thứ hai nữa là nó sẽ bị những cái con như là kiến nè, rồi rầy nè, rồi ong vàng nè, chích nè, thì nó sẽ bị cong trái nha các bạn. Như ở đây mình đang có một cây đậu bắp mà nó bị kiến nè. Mọi người sẽ thấy nè, nó cắn nè. Để mình lấy nét lại điện thoại ha, cho bạn xem. Đấy, các bạn sẽ thấy kiến rất là nhiều nha mọi người ha. Khi mà kiến mà nó cắn như vậy á, thì cái trái đậu bắp của mình là nó sẽ bị cong liền. Để mình qua đây mình kiếm một trái nó cong cho các bạn xem trực tiếp luôn. Đây bạn nè, các bạn xem nè. Cái trái đậu bắp của mình là nó bị cong nè, chỗ này nó bị là kiến cắn nó ngay cái chỗ này nè. Thành ra bây giờ nó cong lại nè, rất là xấu, nó không có bị nó không có suông thẳng như là những cái trái khác nha mọi người ha. Đó. Mọi người sẽ thấy là kiến rất là nhiều luôn nè, thì do đó thì mình phải mua thuốc mình xịt kiến nha các bạn. Đây mọi người xem nè. Rồi những cái con như là những con mà bọ trĩ hay này nọ các bạn mà nó cắn vô cái trái đậu bắp của mình nó xấu. Có nhiều bạn họ là hỏi mình trái xấu đó nè. Nó thì ở đây mình xịt sâu, mình nên xịt những dòng thuốc giãn cớm như cái video trước thì mình có chia sẻ rồi. Giãn cớm là xịt được, là nó hiệu quả trên những cái dòng lá nhám hoặc là giãn nước. Rồi giãn bột cũng vẫn được, nhưng mà đừng có xịt cái giãn EC, nó sẽ bị vàng lá ở trên cây đậu bắp của mình. À, trái này cũng không đẹp. Ở đây thì mình trồng tại nhà, trồng một số thôi các bạn xem nè, một số thôi đó, mình không có trồng đám như lúc trước nữa. Chủ yếu trả lời câu hỏi cho các bạn, thì gần đây mình cũng bận mình không có ra video được. Mọi người xem nè, kiến nè, khi mà kiến nó tấn công là rồi luôn. Thì do đó thì chúng ta trồng thưa, với lại chúng ta bón phân theo định kỳ là được. Ví dụ như là đậu bắp của mình đúng không, thì 45 ngày hoặc là 50 ngày là nó có trái tỷ giống. Thì ở đây mình sẽ bón phân định kỳ, dụ như một tuần lễ như vậy là mình sẽ bón cho nó một lần để cho nó phát triển ha. Là khi mà nó đủ phân là cái trái đậu bắp của mình mà nó ra các bạn, là nó sẽ suôn sẻ, nó không có bị cong, mọi người xem ha. Đó, với lại cái hai nữa là mình phải đi hái thường xuyên. Ví dụ như trái của mình mà đậu bắp của mình mà nó đã đến cái ngày hái rồi thì chúng ta nên hái ha. Và sau đó thì chúng ta lặt bỏ đi những cái tán lá để cho nó tập trung dinh dưỡng, thì nó nuôi những cái trái trên nha mọi người ha. Thì mình sẽ cố gắng mình dành một cái video về tỉa lá các bạn, cho các bạn xem luôn, nó cũng dễ lắm. Ở đây thì mình lười làm tại vì mình trồng số ít á, thành ra mình cũng không có xịt sọt, nó chủ yếu là trồng ở nhà sử dụng thôi. Nè mọi người xem đậu bắp nè. Ở đây thì mình trồng cái đậu bắp xanh. Còn thông thường anh em mà trồng kinh doanh thì mình thấy là anh em trồng những cái giống đậu bắp mà nó ngắn ngày thì nó sẽ tốt ha. Thì ngắn ngày thì tùy khu vực của anh em thôi, nhưng mình ở đây thì mình trồng cái giống nông hội ha. Không phải mình quảng cáo đâu, tại vì mình đã trồng rồi nên mình thấy nó hiệu quả, mình muốn chia sẻ cho anh em thôi. Còn mấy cái cây đậu bắp xanh này á, mọi người theo xem cái tướng nó bự bự chứ trái nó cũng dở lắm, nó không có sai trái đâu. Rồi hôm nay chia sẻ cho bạn vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, cũng như có câu hỏi nào á, hãy bình luận bên dưới video nha. Mình xin được mến chào.